Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay mưa giảm, nhiều khu vực các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu hay là Điện Biên trời vẫn nhiều mây và có nắng gián đoạn. Vì thế mà nhiệt độ thấp chỉ trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Khu vực còn lại của Bắc Bộ trời nắng sớm và mạnh hơn, nhiệt độ cao duy trì trong ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ. Với miền Trung, sang tới ngày hôm nay, miền Trung tiếp tục có thời tiết tạnh giáo và có nắng nhiều ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Suốt từ khu vực Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi đều phổ biến ở mức nhiệt từ 32 cho tới 34 độ. Riêng đối với khu vực vùng núi phía Tây, nhiệt độ sấp xỉ và thậm chí là có nơi cao trên 35 độ. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, lại chịu tác động của rãnh thấp có trục từ 10 đến 13 độ vĩ Bắc, nên mưa rông có xuống gia tăng. Trong chiều và tối nay ở khu vực các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận sẽ có mưa rông, nhiệt độ ngày vì thế không vượt quá ngưỡng 33 độ. Đáng lưu ý là mưa rông thường đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Những yếu tố gây mưa vẫn tiếp tục kết hợp, nên mưa ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cũng tăng lên diện nhiều nơi vào thời điểm chiều và tối. Các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng hay khu vực Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh vẫn là những tỉnh thành có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh với lượng từ 30 tới 60 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80 mm. Tuy mưa nhiều nhưng thường xảy ra vào thời điểm muộn trong ngày. Còn từ sáng đến trưa thì thời tiết ở cả khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều khá dễ chịu, trời nhiều mây và mát mẻ với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai chỉ từ 29 tới 31 độ đối với vùng cao nguyên và từ 32 tới 33 độ ở khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày các trung tâm khí tượng trên thế giới cũng như chúng tôi phát tin cảnh báo bão sớm, thì đến ngày hôm qua, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã đưa ra cảnh báo đến khoảng ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10, trên giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Cụ thể, theo mô hình của Trung tâm Khí tượng Hạn vừa châu Âu, vào lúc 6 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,2 độ vĩ Bắc, 134,3 độ kinh Đông trên vùng biển Đông Nam Philippines, cách đất liền nước này khoảng 850 km. Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc. Áp thấp sẽ di chuyển vào đất liền quốc đảo, sau đó di chuyển vào Biển Đông trong ngày 6 tháng 10. Đến 18 giờ cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,1 độ vĩ Bắc, 119,4 độ kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông. Áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 9 tháng 10 và có thể mạnh thành bão số 7 trong ngày 10 tháng 10. Như vậy thì từ khoảng ngày 6 tháng 10, trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo trong những ngày tới để đảm bảo an toàn tránh những vùng nguy hiểm có gió mạnh và sóng lớn của bão. Ngoài cơn bão nói trên thì sau ngày 10 tháng 10, trên vùng biển Philippines có xuất hiện thêm một cơn bão nữa, không loại trừ khả năng tiếp tục di chuyển vào Biển Đông. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ, tính toán và đưa ra các thông tin cập nhật về các diễn biến của hai cơn bão này trong những bản tin hàng ngày của kênh.